Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Hôm nay thì mình sẽ làm một video clip để review cho anh em Về một đơn vị của xe tăng chiến đấu chủ lực của Sudan tiên phong Khi ở trạng thái mắc binh là như thế nào nhé Rồi anh em đang nhìn thấy đây là một chiếc xe tăng ở bậc 15 9.2 Và anh ta có hỏa lực là 10,5 triệu Trong đó sát thương là 597k Và tỷ thời gian bắn là 3,1 giây trên một viên và sinh lực là 4,22 triệu, tức là trung bình là bội 703k trên một đơn vị. Và độ sâu xuyên giáp là 458,7, tốc độ di chuyển là 52 km/h. Và giáp nghiêng là 470,1 mm. Ở đây là thông số liên quan đến khẩu súng mà anh em chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Tiếp theo là liên quan đến chỉ số lực chiến của đơn vị là 169.000 bao gồm các thành phần như là cấu kiện, linh kiện trong phần linh kiện thì mình chủ sử dụng hai cái loại, một là tăng cường về hỏa lực và một là tăng cường về độ bền. Thì hai cái này nó sẽ bổ sung rất lớn cho chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực của sư đoàn Tiên Phong. Còn nguyên mẫu thì các chỉ số được cộng thêm là tổng là ví dụ hỏa lực là 289k, độ bền là hơn 172k, các chỉ số liên quan đến sát thương và kháng sát thương cũng như là giáp rồi phần tiếp theo thì mình sẽ làm một bài test liên quan đến tốc độ huấn luyện đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của sư đoàn tiên phong Thì mình ở đây đang để cái tốc độ là nhân 10 Và thời gian mình đo đếm được là khoảng độ 6 phút cho 17 đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực Và không có một cái búp tăng tốc độ trên nào cả Vậy là cái thời gian huấn luyện này nó cũng giống như xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên minh tự do là đều là 6 phút cả Ok Rồi có lẽ là mình xin phép tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau Goodbye